Trợ lý Sát HP đánh giá cao U23 Việt Nam trước lượt trận đầu tiên tại giải giao hữu Dubai Cup. U23 Việt Nam là một trong những đội rất mạnh tại giải, không thể đánh giá thấp họ sau sự phát triển toàn diện của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi đã cho các cầu thủ xem video trận đấu gần nhất của U23 Việt Nam gặp Thái Lan để phân tích sức mạnh của họ, trợ lý Sát HP nhận định. Trận đấu bắt đầu, U23 Việt Nam ra sân trong trang phục toàn đỏ truyền thống. Khởi đầu hứng khởi, U23 Việt Nam và Iraq đẩy cao đội hình để tấn công trong những phút đầu. U23 Iraq hiện là đội cầm bóng chủ động. Chưa có tình huống tấn công nguy hiểm và pha dứt điểm được hai đội tạo ra sau 10 phút. U23 Iraq đang đẩy đội hình lên khá cao để gây áp lực cho các tuyển thủ Việt Nam. Văn Chuẩn giải nguy, Iraq hưởng quả đá phạt lệch trái ở phút 11. Cầu thủ Iraq quyết định sút thẳng, nhưng Văn Chuẩn phán đoán tình huống chuẩn xác để đấm bóng ra ngoài. Cơ hội đầu tiên cho U23 Việt Nam, hàng thủ Iraq để lộ nhiều khoảng trống ở phút 19. Sau cú trả bóng của đồng đội về tuyến 2, Bảo Toàn băng lên dứt điểm, nhưng bóng đi thiếu lực và không đủ hiểm. Mantaire Zebua bị cảnh cáo, cầu thủ U23 Iraq phạm lỗi nguy hiểm với Tuấn Tài ở phút 22. Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Zebua, pha hãm thành nguy hiểm đầu tiên của U23 Iraq. Satik Omar xoay sở khéo và dứt điểm trong khu vực cấm địa ở phút 36. Một trung vệ U23 Việt Nam đã kịp cản bóng trước khi khung thành của thủ môn Văn Chuẩn bị đe dọa. Hết hiệp 1, 45 phút đầu tiên diễn ra chậm rãi, ít cơ hội và hai đội tạm rời sân với tỷ số hòa 0-0. U23 Việt Nam 0-0 U23 Iraq. Trận đấu trở lại, Liễu Quang Vinh chấn thương. Quang Vinh chấn thương nặng và rời sân bằng cáng từ phút 52. Trước đó, một cầu thủ Iraq chèn người vào chân trái của Quang Vinh. Trung vệ của U23 Việt Nam nằm sân ngay sau đó và không thể đứng dậy. U23 Việt Nam thay hai người, Nhâm Mạnh Dũng và Xuân Tú vào sân từ phút 54. Quang Vinh và Bảo Toàn rời sân. Thế trận chủ động của U23 Việt Nam, các học trò của huấn luyện viên Lee Yang-jin đang kiểm soát tuyến giữa tốt hơn. Các tình huống triển khai tấn công của U23 Việt Nam phần lớn đều qua chân Hai Long. Tuy nhiên, khi đưa bóng đến một tháng ba cuối sân của Iraq, U23 Việt Nam vẫn thiếu phương án để chuyển hóa thành các cơ hội ghi bàn. U23 Việt Nam thay thêm hai người, dùng Quang Nho và Minh Khoa vào sân, Hai Long và Tuấn Tài rời sân từ phút 72. Quang Nho sẽ đảm nhận biên phải của U23 Việt Nam, đồng nghĩa việc Văn Đô chuyển sang cánh trái. Thế trận cầm chừng, tốc độ trận đấu cho đến phút 80 vẫn duy trì ở mức vừa phải. U23 Việt Nam cầm bóng nhiều, nhưng thiếu pha tấn công biến hóa. Từ đầu hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Lee không có pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành U23 Iraq. Tương tự, Iraq cũng thiếu tình huống tấn công có thể gây nguy hiểm. Không có phạt nền, tiền đạo U23 Iraq ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định Quang Vinh đã tranh chấp hợp lệ. U23 Việt Nam thay người bất đắc dĩ, Quang Vinh dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Mạnh Dũng. Trên hàng tiền đạo, Xuân Tú được đưa vào thay Bảo Toàn. 57, không vào. Văn Đô nỗ lực tạt bóng từ bên cánh phải, Xuân Tú bật cao đánh đầu chạy cột dọc khung thành U23 Iraq. 64, thế trận giằng co. Tốc độ trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq chỉ được duy trì ở mức trung bình dù không thiếu những pha tranh chấp quyết liệt. 70, U23 Việt Nam làm mới tuyến giữa. Minh Khoa, Quang Nho vào thay Tuấn Tài, Hai Long. 75, Cooling Break, cầu thủ đôi bên rời sân tạm nghỉ để tiếp nước. Hết giờ, U23 Việt Nam và U23 Iraq cầm chân nhau với tỷ số 0-0.